Thank you.
đây của giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một lưỡi dao được thiết kế theo kiểu máy chém và nó rất là sắc bén. Sau đây tôi xin mời một quý vị khán giả lên để thử xem lưỡi dao này có sắc hay không. Xin mời hai lên ạ. Anh thấy thế nào? Đó là cắt được ra cả cây chuột rất ngọt. Vâng, ngay sau đây thì tôi xin mời anh có thể biểu diễn, tham gia biểu diễn cùng với tôi không ạ? Xin quý vị khán giả một tràng vỗ tay thật lớn. Và cho phép tôi xin hỏi anh một đôi điều. Anh tên là gì ạ? Xin quý vị khán giả một tràng pháo tay nữa dành tặng cho anh Minh ạ. Thật to cùng với anh.